tiếng lên sao rồi đấy. Ông mua nhiêu lắm? Ông mua quá coi nè. Mua thảo thái luôn. Lấy ra lại là cô là lục ra. Ăn cho con mút nha. Ờ lấy cho. Mới đứa ăn đâu gì đâu. Lấy cho nó đứng ăn cái này, lấy cho em, lấy cho nó ăn. Chào chủ chưa? Dạ. Bố. Nhà này mà nằm dọc đi, có sự chủ chứ. Bà ăn đi quậy. Bà ăn nhiều lần nghe không? Sáng giờ no hơn. Thì có thì gọi của ngoài của món không? Gọi ngon không? Ngon không? Làm ngon không? Ờ, thì gọi đi. Gọi trên nhà nó cực. Phải rút tư nha. Không, người ta rút cho mình. Còn ngoài rút cho hẳn. Về cái mở mình hỏi nè. Không có bà. Bà đưa mắm nem về cho nó ăn. Mắm nem á. Cái mắm vuốt cái mắm này. Để con lấy em thùng mắm nem bỏ lên. Về ăn mắm nem ngon lắm. Mắm tối gì vậy? Ăn chung với bánh tỏi á. Đây là đây. Bánh tỏi đây. Ăn bánh tỏi bụng. Ăn cái này nè. Cái này như con là lôi cắp luôn mày cài. Ông bảy ăn thử ông bảy ngon đúng không bảy? Ăn ngon. Ăn ngon. Là tao mà mày đi về ăn ra đi. Thì bò là lọc mùa đầu. Anh ấy bò là lớn rồi. Như là một món thôi. Mất rau khơi mà làm đồ ngọt không á? À, miếng ớt. Đi ăn thôi thì khẽ đi coi. Khẽ miếng ớt á. Khẽ. Còn xoay thêm bao là đồ ăn cả luôn đi. Ngon. Mà ngoài ra mà từ hồi nào giờ vậy có ăn ra đâu. Sao không? Trời ăn hoài luôn á. Mấy người bên Henry mỗi lần mua là con ăn á. Đem về ăn. Đó. Bánh hỏi là con. Chồng cho mình hỏi, cho mình bánh hỏi. Mua là con chồng. Đây, chồng thân. Chồng thân. Chồng thân. Cái này hết tất cả nhiêu vậy? Hết tất cả là nhiêu tiền? 500. 500. Nhưng mà vì 200 là còn mày như 300 chiếc xuất rồi. Ừ. Con cả nó đi ủng hộ. Cho cười.
Anh đi là nhiều nhất tình người trong mày thôi. À, đi bao ngày. Bao, bao. Cái này anh đi nước mắm hay là anh đi với mắm này? Này mày ngon nhưng mà cái cô là cô đại mi. Mà chỉ có yêu cầu trang đặc mắm. Mà cái mắm này bà ngoài làm món tuyệt thôi. Anh đi mắm tôm ngon hơn nhưng mà mắm tôm còn không có biết. Mắm vú. Mắm nem chứ quên. Ăn kèm mắm nem ấy. Chàng ngô không đợi bụng mình ăn để cho tôi đi hành thiền chứ không thể tôi làm mà đồ ăn mà chào tôi không ăn nữa. Có đồ phong nó bỏ ra đồ ray đồ phong nó cái đồ kiểu quấn á quấn giao vô ăn mời cho nó không biết ta bỏ ngoài làm như thế nào không sao ra ngoài làm mà chào mình không ăn nữa. Không ngoài cô ăn bây giờ đâu. Ừ. Từ ngày làm người không ngoài qua làm đâu thôi mày đến ăn luôn. Bây giờ không làm đồ ăn nữa, má mẹ ăn gì mẹ ăn cũng làm mẹ ăn mày làm chèn bình hòa. Có yêu cầu á là bình hòa ông mày lên. Mì làm bánh hỏi có 30 cô ông thiếu. Ông bán bánh hỏi này nhiêu một phần? Lấy bao nhiêu? 5 đồng hay 10 đồng? 2 đồng rưỡi. Dễ vậy? 2 đồng rưỡi một bịch á. Mà nấu ra một bịch á mày bên đi. 2 bịch. Thì hai bịch năm đồng, hai hộp đồng đi, một hộp rồi một bịch hả? Dạ. Hai bịch. Ông bán hai đồng dưỡng bờ ấy hả? Không ai bạn, ta định ta mua ngay chợ là hai đồng rưỡi. Không biết rồi, ông bán nhiêu? Năm đồng mười. Không, tôi đâu có bạn mình hỏi đâu. Thì để cho định chung tất cả là 70 đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Thôi mà gì lên cái nào? Định chung cho nó nhiều của mình hỏi, cho mẹ vừa không làm bụng đâu. Thôi bình dân được mọi em đến hỏi con bút cho mọi anh chị nhiều lắm đem gì nhiều cái con nói đây. Nữa con một phần nữa hai phần nữa con được đặt hai phần ăn có hỏi nãy anh nấu ăn ngon không bỏ vô quay xíu thảo tung là hơi lên ngoài gọi lao lại ở thay mấy cái ăn đấy đặt mắm đây đây đặt mắm đây ngon này. Anh đây đi ha đặt mắm còn đây là mà mày kìa mày chị không có những người thích ăn mặn hơn là mặn 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 chuối chả mày ăn đi tôi là ăn đi tôi mặc chậm mà ăn ngon món này những như món dầu phải không? Mà ngoài là đặc là tiêu là mùi dầu đó ngoài là chỉ ăn tô nhậu thôi người hiền như gì mà suốt ngày nấu đồ ăn nhỉ thằng gì anh thấy thằng tham mê tới mua nhiều à thì đó là nhậu không à anh nghe nó cũng sạch thì lại mới muốn nhậu cái mà tại hồi xưa nhớ là lỗ Việt Nam ngoại bán quán nhậu, ngoại là hiền nhất mà mở tiệm bán quán nhậu không bán rượu mà lại là người hiền nhất. Nhiệt tao không? Thằng tới 27 bàn, mà tới khi nào chặt hết, thằng tức có mày thằng nhậu thằng tức còn lại cái đuôi. Thiệt là người ta đang ngồi nhậu được thằng này đánh nhiều bàn chứ không đánh ai hết mà đánh nhiều bàn. Trời ơi, điện thoại của ai để đây nữa nè? Anh điện thoại của ai à? Còn con nó học tin. Dạ không, bị cô bị